Tôi đã phải thay đổi lối chơi vì tuổi tác. Lời khẳng định của Messi trong buổi phỏng vấn độc quyền với Romano. Chúng ta thấy được gì từ câu nói này? Thiên tài dù xuất sắc đến cỡ nào, vĩ đại là làm sao, rồi cũng phải thừa nhận ra vòng quay tàn nhẫn của thời gian. Và hơn thế nữa, nó cũng chỉ ra rằng Messi là chứng minh cho câu nói người trụ lại đỉnh cao lâu nhất không phải là người khỏe nhất mà là người thông minh nhất. Đâu phải ý vào cái danh thiên tài, cứ ra sân là tạo nên ma thuật. Chính sự thích nghi và đầu óc khôn ngoan mới giúp Messi duy trì phong độ đáng nể cho đến thời điểm hiện tại. Càng về đoạn cuối sự nghiệp, thời gian bóng đá càng nói nhiều về sự toàn năng của Messi. Pha kiến tạo mang phong cách viễn tưởng cho Nahuel Molina ghi bàn thắng vào lưới của Hà Lan ở tứ kết World Cup 2022 khiến tất cả dường như phát cuồng. Và càng ngày, người ta càng thấy những pha bóng tương tự xuất hiện nhiều hơn từ đôi chân Messi. Chỉ mới vài giây trước, người ta vẫn còn thấy Messi lững thững ở giữa sân, thậm chí là đứng yên một chỗ. Thế nhưng, chỉ trong một thoáng chốc, Messi đã có mặt ở điểm nóng để tung ra một đường kiến tạo chết chóc. Đó chính là sự đáng sợ của một người dùng đầu óc để chạy bóng. Đi bộ thông dong, lâu lâu đưa tay lên vuốt râu, nhẹ nhàng từ tốn mà vẫn đi vào ngôi đền huyền thoại một cách đầy oai vệ. Có những lúc, Messi không còn đi bộ mà chuyển sang đứng yên. Nhưng đến cuối trận, khán giả trên đài vẫn vái tay cúi rạp, đối thủ thì xây xẩm mặt mày vì bị ám ảnh. Sự khác biệt mà Messi mang tới, chính xác là độc nhất vô nhị. Ở tuổi 37, Messi vẫn khiến cả thế giới phải ngã mũ thán phục bằng đẳng cấp chơi bóng trường tồn. Anh không còn dẻo dai như xưa, nhưng bù lại là sự lên ngôi của những phẩm chất đặc biệt khác. Để duy trì được phong độ đáng kinh ngạc như hiện tại, Messi đã cho thấy sự khôn ngoan bằng những thay đổi cần thiết trong lối chơi. Người ta gọi anh là thiên tài, về cách chơi bóng, về sự ưu việt và cũng là ở khả năng thích ứng và sự tiến hóa tuyệt vời. Ngược dòng thời gian về giai đoạn chàng thiếu niên Messi mới vừa bước ra ánh sáng, để tận dụng kèo trái cực dị cùng khả năng xuyên phá của anh, Van Rijkaard bố trí Messi chơi bản biên phải. Bàn thắng kinh điển nhất trong giai đoạn này là màn đồng diễn đẳng cấp của Messi vào lưới của Getafe năm 2007 và giai thoại Alcaraz Messi cũng từ đó mà ra đời. Tình huống lột tả rõ nét tốc độ, kỹ thuật, sự lắc léo và tinh quái nơi Empuga tuổi đôi mươi khi được bố trí ở hành lang phải. Giai đoạn 2009-2014 gắn liền với đế chế thống trị của Tiki Taka là những năm đánh dấu bước đột phá trong sự nghiệp Messi khi được yêu cầu di chuyển nhiều vào trung lộ. Vai trò của một số chính ảo đã được Pep Guardiola cũng như Tito Villanova tìm ra cho Messi. Với việc được chơi gần khu vực trung tâm, Messi tham gia nhiều hơn vào khâu đầu ra bàn thắng. Và cũng từ đây, phiên bản đáng sợ nhất của huyền thoại người Argentina chính thức ra đời. Kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 91 bàn trong năm 2012 là minh chứng không thể nào thuyết phục hơn cho khả năng săn bàn thượng hạng của Messi. Khi Luis Enrique dẫn dắt, một chương tiếp theo lại đến với Messi khi anh trở lại hoạt động tại hành lang phải để hình thành nên cây đinh ba với Suarez và Neymar. Nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng chiết điểm siêu việt, tam tấu này chẳng cần quá rườm rà trong mỗi đường lên bóng, chỉ cần va chạm là bóng đã nằm trong lưới đối phương. Đó thực sự là một điểm khởi đầu mới khi Messi tiếp tục đạt được những thành tích chói sáng. Trong thời gian bóng đá, người trụ lại ở đỉnh cao lâu nhất không phải người khỏe nhất mà là người thông minh nhất. Ở kỷ nguyên của Ernesto Valverde từ năm 2017 cũng là thời điểm Messi bước qua cột mốc 30 tuổi. Messi tự đánh dấu bước thay đổi cho mình bằng sự tiến hóa trong cách chơi. Trong khoảng thời gian này, Messi di chuyển với không gian rộng hơn quanh khu vực trung tâm để hỗ trợ hàng tiền vệ và kiến tạo cho các đồng đội của mình. Messi đã tự nhận thức được gánh nặng tuổi tác và tự mình thay đổi lối chơi để phù hợp với thời cuộc. Chính vì thế, Messi của giai đoạn đầu 3 như anh chia sẻ không còn quá chú trọng vào việc ghi bàn mà chuyển sang một vai trò khác. Mùa 2019-2020, Messi thiết lập kỷ lục kiến tạo khi có tới 21 đường chuyền dọn cổ cho đồng đội ở La Liga. Sau khi rời châu Âu, thứ ma thuật này vẫn hiện hữu trên đôi chân đỏ. Anh thả phép màu xuống Inter Miami và biến mọi thứ thành vàng. Messi không đến đây để dưỡng già, mà là để tận hưởng bóng đá đúng nghĩa. Hay nói cách khác, hiệu quả vẫn luôn là thứ mà Messi hướng tới. Hàng chục bàn thắng và kiến tạo của Messi đưa Inter Miami lần lượt đến với những danh hiệu đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Và họ vẫn đang cố gắng vì mục tiêu có được thêm một vinh quang khác. Để xây dựng một câu lạc bộ, bạn cần phải giành danh hiệu. Câu lạc bộ này đã có mùa giải 2023 ở MLS khá tệ. Sau khi tôi đến, chúng tôi đã vô địch được League Cup, danh hiệu đầu tiên của đội bóng. Điều này thật phi thường với chúng tôi. Và bây giờ, chúng tôi đang háo hức được chơi những trận playoff này
và hy vọng có thể vô địch MLS Cup. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều cả về mặt cá nhân lẫn tập thể để điều đó có thể xảy ra. Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm có thể tránh được, điều này không được xảy ra ở playoff bởi vì sai lầm có thể khiến bạn phải trả giá và bị loại. Chúng tôi phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tận dụng những lợi thế mà chúng tôi có. Chúng tôi là một ứng viên vô địch MLS Cup, nhưng cũng có những đối thủ rất khó chịu. Họ sẽ không tặng bất kỳ món quà nào. Họ tôn trọng chúng tôi, cũng tương tự như chúng tôi tôn trọng họ. Những lời cảnh báo của Messi nhanh chóng biến thành sự thật. Đến trận đấu thứ hai, Inter Miami đã để đối thủ đánh bại mình 2-1 một cách đáng tiếc. Họ vượt lên dẫn trước trong hiệp 1, nhưng là để Atlanta United lội ngược dòng thành công. Trong một ngày mà Messi im hơi lặng tiếng, Inter Miami cũng mất hẳn khả năng tạo đột biến. Theo thể thức của MLS, hai đội phải đá thêm trận thứ ba tại sân vận động Jays vào ngày 9 tháng 11. Đây sẽ là trận đấu quyết định. Đội nào giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ giành vé đi tiếp vào bán kết. Được biết, thể thức playoff MLS Cup khá độc lạ khi hai đội phải đá với nhau 3 trận ở vòng 1. Đội nào giành chiến thắng 2 trận sẽ giành vé vào bán kết. Trận chiến sắp tới rõ ràng là thời khắc sinh tử và quyết định tham vọng của Messi cùng Inter Miami mùa này. Họ đã là bá chủ của vòng tính điểm với ngôi đầu và xếp hạng miền Đông cùng với số điểm kỷ lục. Nhưng Atlanta United vẫn luôn là khắc tinh của đội bóng bang Florida ở mùa giải năm nay. Bằng chứng là ở cả hai cuộc đối đầu ở vòng tính điểm, Inter Miami vẫn chưa một lần tận hưởng niềm vui chiến thắng. Trong những thời khắc gay cấn như thế này, Messi sẽ một lần nữa mang trên vai trọng trách giải cứu đội bóng. Nhìn quyết tâm của Messi, người ta rất trân trọng, bởi với người đàn ông này, sau khi đã giành tất cả vinh quang, anh có quyền nghỉ ngơi và thỏa mãn. Rồi cái ngày đó cũng phải xảy đến khi thời gian dần một cạn kiệt. Tôi không biết mình muốn làm gì sau khi giải nghệ. Tôi không muốn trở thành huấn luyện viên, nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Tôi là người thích sống từng ngày, nên hiện tại tôi chỉ nghĩ đến việc ra sân, chơi bóng, tập luyện và tận hưởng mọi thứ trên sân cỏ. Messi vẫn rất khát khao, bởi đối với anh, tập thể luôn là thứ được đặt lên hàng đầu. Trong hành trình chinh phạt nước Mỹ, Messi là thủ lĩnh mà Inter Miami luôn nương tựa. Ngày 9 tháng 11 tới, thế giới một lần nữa sẽ hướng về bờ bên kia Đại Tây Dương. Trong màn thư hùng sinh tử giữa Inter Miami và Atlanta United, đầy hóng đời ma thuật giả cứu từ đôi chân thiên tài của Lionel Messi.